hưởng ừ, khả năng sinh sản của nam giới. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Kumiko Nakata vừa phát hiện ra sóng điện từ của các thiết bị sử dụng Wi-Fi như điện thoại di động và bộ modem mạng có thể gây tổn thương đáng kể đến tinh trùng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 15%, các cặp vợ chồng trên thế giới có vấn đề trong việc mang thai và ít nhất một phần ba các vấn đề sinh sản xuất phát từ nam giới. Tất nhiên, vô sinh nam có thể do nhiều nguyên nhân, như môi trường xấu, căng thẳng, chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc do di truyền. Tuy nhiên, một điều đơn giản như để điện thoại trong túi có thể là một phần nguyên do khiến bạn không thể có con, kết quả cho ra có hơi chút đáng sợ, khi được đặt trong khoảng 30 phút, hầu như các mẫu không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ sau 2 giờ, tỷ lệ tinh trùng vận động của nhóm không tiếp xúc là 53,3%, nhóm có lớp bảo vệ là 44,9% và nhóm tiếp xúc hoàn toàn chỉ 26,4%, sau đó 24 giờ, tỷ lệ tinh trùng chết của nhóm tiếp xúc lên đến 23,3% so với 8,4% của nhóm không tiếp xúc. Các số liệu thống kê cho biết, ngày nay số lượng điện thoại di động đang hoạt động nhiều hơn dân số trên toàn thế giới. Có nghĩa là sẽ có nhiều người sở hữu nhiều hơn một điện thoại và ảnh hưởng từ sóng Wi-Fi có thể rất nghiêm trọng.